tôi muốn cô lập cái cầu chì TU431. Ừ. Thì mở hết ống này ra, mở 431, mở là cái này, quay này cách ly, mở cái này ra, rồi đóng cái chì này. Rồi lúc đó mình nó cần phải đóng một cái thiết bị di động ở phía hàng mấy cái app không ạ? Nên cái việc đây rồi gì nữa? Cái việc này thì 431.38 này gì nữa? Nhưng mà nó chỉ có một phía của cái cầu chì này thôi, còn phía bên đây nó không có. Mình không biết là điện có cảm ứng qua mấy cái app gì không? Cảm ứng qua mấy app thì nó đi xuống cái tiếp địa này rồi gì? Phía này nó phải có hở cơ. Em hay làm gì phía hở chứ đây nó em làm ngay đây mà. Em làm cầu chì này mà. Cái điểm này với điểm này khác gì nhau đâu? Đây với đây giống nhau mà. Cho hỏi ví dụ trong cái thao tác thử cái cách nếu như mà muốn đóng cái giao thao tác mà đóng giao tiếp điện một phía một cách thì tất cả các cái giao tiếp điện của ngăn đó phải cắt dọc ly gì? Mình thứ nhất là đóng thử máy cắt hay nào? Đóng thử máy cắt thì một nếu đóng một phía giao cách ly thì tất cả các cái giao tiếp điện như ngăn đó phải cắt tất cả giao cách ly của máy cắt phải cắt. Và anh nếu logic liên động ấy, thì anh không thể đóng được máy cắt khi mà chỉ đóng được ra cái đi của một phía. Anh phải đóng cả hai phía thì mới đóng được máy cắt. Chỉ anh bẻ liên động thì anh mới đóng được. Phá khóa, phá liên động. Em hỏi là ngoài cái đó thì có cái nguyên nhân nào khác không? Người ta phải, thứ nhất là anh phải cắt hết tiếp địa. Bây giờ anh đóng mà thì anh có thể kiểm soát, anh sao anh kiểm soát được là đóng vào thì anh đóng vào đây nhá. Nâng đi này nhá, đóng nhá. Thì phần này là đang rõ ràng đang không có điện đúng không? Bây giờ anh có kiểm soát được chắc chắn là khi đóng này vào thì máy cắt này nó không đóng điện vào thẳng cái thiết bị này không? Đề phòng trường hợp mà anh thao tác nhầm, anh đóng thẳng máy cắt vào thiết bị thì người ta mới bắt buộc anh cắt hết tất cả thiết bị của máy cắt đấy. Thì cùng lắm là anh đóng nhầm mà có điện thì nó chỉ đến một phía này thôi, đến cái này thôi. Và khi thao tác đóng cắt thử là mình rút khỏi cái thiết bị đấy, không được ngồi trên thiết bị. Trong thông tư ghi rõ chỉ thao tác đóng cắt thử máy cắt trong trường hợp đóng cắt ly một phía khi đã cắt toàn bộ thiết bị của máy cắt này là ghi rõ. Vâng. Em cắt hết đi. Cắt từ cắt tỉa ở dưới là trên. Sau đó khôi phục thì khôi phục từ dần dần. Bọn em muốn thao tác cô lập trên này thì là cần cắt hết những cái này. Nhưng mà cái chỗ này là có cần phải quay ra vị trí cách ly hay không, hay là chỉ cần cắt ra rồi đều vị trí vận hành là được? Tùy em, mục đích của em để làm cái gì? Tùy vào đơn vị vận hành của lý bọn em là bọn muốn làm gì thì tại bọn em không có nhu cầu gì làm gì thế này hết, bọn em chỉ cần cắt ra để đấy. Đúng rồi. Bọn em cô lập thao tác sửa chữa trên này. Đến lúc mà đóng lại thì bọn em chỉ cần đóng khôi phục lại từ đúng rồi. Em chỉ cần đảm bảo là cái thiết bị mà tại vị trí đấy tôi cũng đang ngồi làm việc đấy thì các giao cái ly mà các phía mà nối đến cái thiết bị này phải mở ra hết và có thiết địa ở trong phạm vi đấy có bao nhiêu cái em đóng hết vào trong phạm vi mà được mở bởi ra cái ly đấy, quanh tròn của đội làm việc ấy. Ví dụ vẽ đơn giản nhất như là mình làm việc ở đây đúng không, vùng này vùng tôi không biết là vùng nào nhá, gọi là x đi. Ở đây một dạng ly này, dài dao con nào dao bao nhiêu thì không biết thì mình các em phải cắt hết tất cả những cái mà nối lên cái vùng x này và có bao nhiêu tiếp địa ở trong cái vùng này đóng hết vào cho an toàn. Còn những cái máy cắt phía dưới là không cần, cứ ngoài qua cái này rồi không cần quan tâm nữa, không cần biết bao nhiêu nhánh để làm an toàn. Bây giờ đây mình còn làm trên cái xe mốt này đúng không, mình cần cắt hai dao cái ly này đóng cái điện này, còn lại mình không cần quan tâm. Cô lập cái máy áp này để cắt mấy cái sau đó là cắt cái dọc này hay là bộ sạc bọc này dưới nữa, dưới nữa. Không cần cắt thành luôn. Không cần cắt ở trên này luôn, cắt liên tiếp gần nó thôi. Thì em cứ ra công trường em nhìn thấy người ta ngồi trên đây đúng không?
Tôi đã nhìn thấy cái dao này đã mở rồi, đóng cái điện này rồi, cái này cắt, đóng cái điện này rồi. Tôi nhìn thấy là người ta làm được. Như sửa chữa cái 2 như 271-3 này thì em cắt máy cắt này, cắt hai cái dao cách ly bên này và em chỉ đóng mỗi dao cách ly 271-3 đây cả ngày nữa 214 mà 217 đóng cách ly này nữa, giống như hình vừa vẽ này, có ba nhánh thì mình cắt hết cách ly các nhánh đấy vào. Phải cắt máy cắt à, phải cắt cách ly nữa, không phải chỉ là cắt máy cắt đâu. Người ta cũng có một cái này nữa là cái khi mà thao tác ấy thì một cái máy cắt ấy chỉ phóng điện cho một cái phần tử liên kề nó thôi, không phóng điện trùm qua nhiều máy cắt. Có nghĩa là cái máy cắt 4x1 này anh chỉ đóng đi cái số 1 thôi, vẫn thu vậy thôi. Cái đường dây này phải dùng máy cắt đường dây để đóng, chứ anh không thể dùng máy cắt 4x1 để đóng máy cắt đường dây. Bình thường là bọn em mở hết này ra và em khôi phục từ từ đóng máy cắt này xong rồi đóng lần lượt từ từ luôn. Cắt thế. Cắt đường dây thì dùng 4x1 để cắt đường dây đấy, người ta không dùng máy cắt 4x1 để cắt cả. Nguyên tắc. Tại vì là như này là cái sao ca của mình, thứ nhất là mình nhiều khi em mà cắt máy cắt 4x1 này mà cái máy cắt này vẫn đang nóng thì người thì cao của em thôi, sau này không hiểu tại sao lại những 4x1 cắt các này có thể đóng sự cố trên cái là rồi sự cố cái gì mình tạo cái sơ đồ này cho người ta không phân biệt mà cái thùng dao đeo bảo vệ nó có thể tác động không được chỗ lỏng nhảy thao tác là tránh nhảy cái cấp là dùng đến cái đúng không, đóng 4x1 cái nhảy phát biết ngay là cái máy cắt này đóng vào sự cố rồi, sự cố chỉ là sự cố thanh đái. Sau đó em đóng 4x1 của nó mà nhảy chứng tỏ là 4x1 thì sao, 4x3 nhảy chứng tỏ 4x3 thì sao. Bây giờ mà em đóng đang đóng hết cái này vào đúng không, sau em đóng 4x1 vào nó nhảy thì em có biết là sự cố ở đâu không, cũng không chắc là sự cố trên cái, cũng không chắc là có thể 4x1 sao nó không nhảy, khi đó mình sẽ khó mình phân vùng cái phạm vi sự cố và người ta cũng không đóng trùm là vì sao. Đóng trùm như vậy em sẽ không kiểm soát được cái phạm vi đóng điện của mình là bằng cái đâu. Em mà để máy cắt 4x1 đấy đóng đúng không, em cứ thói quen như vậy đóng này đóng thì em có biết động tác đóng 4x1 em nó sẽ trùm cho những phần tử nào không, không kiểm soát được thì em cứ cắt hết các máy cắt ra thì em đóng lần lượt 4x1 xong 4x1 lần đây em đóng tiếp lần này thì em mới kiểm soát được cái phạm vi đóng điện của em. Em có một cái nữa là cái mà đưa máy cắt ra vị trí bên này ấy, là khi em cắt máy cắt 431 rồi sau em mới cắt 271 thì em mới đưa được cái máy này ra vị trí bên này, hay là em cắt này ra rồi em đã đưa cái này ra đưa luôn được mà, đưa luôn được đúng không, nhờ em thử kéo ra thử chưa, kéo rồi em kéo được luôn mà thì nó nguyên tắc là mình làm vậy cái nào nó hợp lý hơn ấy. Ừ. Là em cắt ra được là em kéo ra được luôn đúng không, tại vì nếu mà em cắt cái cắt kéo đấy, em có cho phép kéo mà kéo ra khỏi vị trí anh là một bên có điện bên không điện, đúng rồi, bên có điện bên không điện còn cắt chưa cắt 271 người ta cho phép kéo rồi đấy, kể cả hai việc có điện có cho phép kéo ý là không, trong cái thông tư nó quy định là mình phải cắt máy cắt hết rồi mình mới thao tác cách ly đó thì đấy là trình tự thao tác máy biến áp. Ừ. Mình thao tác được đấy thì nó an toàn hơn, kể cả trong trường hợp mà cái máy cắt 451 này nó cắt không hết một pha nào dính thì anh đã cắt máy cắt này rồi thì kéo ra nó vẫn an toàn hơn. Người ta mình nhanh chậm thì cái thao tác đâu, làm sao cho an toàn hơn thôi. Còn thiết bị nó đã chế tạo cho phép là em cắt máy cắt này, cắt kéo cách ly đâu mà. Quy định sao nó phù hợp hơn. Ví dụ như đối với cô lập này thì là em bắt buộc là em phải cắt ra là em phải kéo ra luôn. Cô lập một đường dây. Đúng rồi. Cắt máy cắt ở đây phải quay ra vị trí bên này. Tất nhiên nếu mà cô lập máy biến áp thì em nên cắt máy cắt này, sau đó cắt như này xong mình quay lại kéo. Thì nó an toàn hơn cho người kéo. Thì nếu mà kéo nó mà còn một pha làm gì, có những nhà máy nó bình rồi. Mình nhìn bên ngoài nó chỉ thị nhà máy, cái máy cắt 3 pha đâu, nó chỉ thị lại chỉ một pha thôi ạ, báo cho 3 pha hay nó chỉ thị bậy ấy. Mình kéo ra là đổ bùn luôn.